Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, đợt dịch Covid-19 thứ hai thì đã đi qua rồi và thị trường bất động sản ở Hà Nội thì đang sôi động trở lại. Đặc biệt là thị trường phía Tây, khu vực đang thay đổi từng ngày với cái sự đột phá rất là mạnh mẽ về phát triển cơ sở hạ tầng trong vòng 2 năm trở lại đây với hàng loạt các tuyến đường giao thông quan trọng được xây dựng. Và song song với đó thì là hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng đang chuẩn bị lên quận trong giai đoạn 2020-2025. Ngoài những điểm nhấn như là trung tâm hội nghị quốc gia, khu liên hợp thể thao quốc gia đã hoàn thành, khu vực này còn có những lô đất lớn đang chờ để xây dựng các trụ sở bộ ban ngành. Và hiện tại thì có nhiều bộ ban ngành xây dựng trụ sở ở đây, bao gồm như là Bộ Nội vụ, Ngoại giao, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường và Công an, cũng như là trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Cùng với đó thì hàng loạt các dự án đang mọc lên để đón gió hạ tầng ở phía Tây ạ. Trong đó thì phải kể đến nổi bật nhất đó chính là Vinhome Smart City của Vingroup, nơi sở hữu tọa độ hoàng kim khi kết nối hoàn hảo với Metro và nền tảng hạ tầng tốt nhất nhì Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review về Vinhome Smart City này và quý vị và các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh và để lại những ý kiến của mình ở phần bình luận nữa nhé. Các bạn thân mến, dự án này thì đang trở thành tâm điểm ở phía Tây thủ đô, là điểm đến của các nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực và thu hút không chỉ khách hàng trong nước đâu mà còn cả đông đảo các chuyên gia, cộng đồng người nước ngoài nữa. Vậy thì có gì ở Vinhome Smart City? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Một trong những cái yếu tố quan trọng bậc nhất làm nên giá trị của bất động sản đó chính là vị trí, đúng không ạ? Vinhome Smart City thì được các chuyên gia đánh giá là sở hữu vị trí đẹp nhất nhì Hà Nội hiện tại và kể cả trong tương lai nữa. Cụ thể là dự án này nằm trên tuyến huyết mạch đại lộ Thăng Long tại giao điểm với đường Lê Trọng Tấn, bám dọc một loạt các đường lớn khác như là đường 70, đường Vành Đai 2, Vành Đai 3, Vành Đai 3,5, cầu Phú Đô, Châu Văn Liêm, đường Lê Đức Thọ, Xuân Phương. Đồng thời thì con đường nối thẳng giữa Vinhome Smart City tới đường đua F1 và sân vận động Mỹ Đình đang được xây dựng. Khi hoàn thành thì nó sẽ giúp cho việc di chuyển giữa các cái địa điểm này chỉ mất từ 3 đến 5 phút thôi. Chính hệ thống hạ tầng sẽ giúp kết nối Vinhome Smart City với các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Mỹ Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy hết sức dễ dàng. Bên cạnh đó thì còn có sở hữu cái liên kết vùng rất là hoàn hảo, gần sát các cơ quan hành chính cấp trung ương, chuỗi hạ tầng mua sắm, giải trí nhộn nhịp như là Vincom Center Trần Duy Hưng hay là Big C Thăng Long hay là sân vận động Mỹ Đình Landmark 72, khách sạn Marriott Bảo tàng Hà Nội. Quả là một cái vị trí rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vị trí vàng. Sẽ rất là nhanh thôi, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm ở phía Tây thủ đô, kết nối hoàn hảo tới muôn nơi trong khu vực này ạ. Sẽ là một cái thiếu sót nếu không kể đến hệ thống metro, phương tiện giao thông hiện đại trong tương lai các bạn ạ. Và quanh Vinhome Smart City này tới đây thì sẽ có 3 tuyến metro trọng điểm 567 kết nối thẳng tới dự án. Tuyến số 5 Cổ Loa An Khánh đi qua trái tim của thủ đô Hoàn Kiếm, tuyến số 6 Nội Bài Ngọc Hồi kết nối sân bay Nội Bài Mỹ Đình, tuyến số 7 Mê Linh Hà Đông thì kết nối với khu vực Hà Đông ạ. Với 3 tuyến metro này thì cư dân Vinhome Smart City có thể di chuyển tới mọi điểm đến của thủ đô mà không lo ngại kẹt xe, khói bụi hay là mưa nắng gì cả. Không những vậy đâu, các tuyến metro đi vào vận hành đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông, xe máy hay là ô tô nó cũng giảm đi đáng kể, giúp hạn chế được tiếng ồn, khói bụi, khí thải độc, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát và an toàn cho cư dân. Công viên trung tâm rộng lớn với điểm nhấn là hồ rộng 4,8 ha, chiều chiều có thể dạo chơi, tập gym, rồi tối thì nướng BBQ ở đây thì đúng là không thể nào chê được các bạn ạ. Gió hồ lồng lộng, cát trắng dừa xanh, ở đây không khác gì cảm giác như đang ở biển. Và nơi đây thì cả gia đình bạn đều có thể vui chơi thỏa thích cả ngày, rèn luyện được sức khỏe với đủ mọi loại hình thể thao. Các câu lạc bộ thể thao, vui chơi giải trí giúp gắn kết cư dân như là một cộng đồng văn minh, sống vui, sống khỏe. Không chỉ sở hữu nhà, cư dân nơi đây còn sở hữu cả một không gian sống thân thiện với môi trường. Có thể nói ra là Vinhome Smart City đón đầu xu hướng sống xanh, sống khỏe của thế giới hiện đang rất được chú trọng phát triển ở các đô thị lớn như là Sydney, Australia, Copenhagen, Đan Mạch, Amsterdam của Hà Lan, Vancouver, Canada, Berlin của Đức. Theo các chuyên gia Hiệp hội Bất động sản của Mỹ, ASHI, sức khỏe hiện nay trở thành một cái tiêu chí hàng đầu khi mà khách hàng lựa chọn căn hộ. Ở nước ta thì người dân đang ngày càng hướng tới một cái cuộc sống chất lượng cao hơn.
Ngôi nhà giờ đây không chỉ là nơi che mưa che nắng nữa, nó gói gọn trong 4 bức tường nữa, mà phải là một cái không gian sống xanh và sống khỏe để có thể cân bằng tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Đặc biệt là sau khi mà dịch COVID-19 bùng nổ, khiến người dân quan tâm và chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn và gia đình mình hơn. Vâng, gắn liền với tên gọi là Smart City thì dự án áp dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo để thiết lập chế độ an ninh toàn diện 247. An ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh. App cư dân cập nhật tình hình giao thông để chọn tuyến đường thông thoáng, giúp việc di chuyển linh hoạt dễ dàng, tránh lãng phí cả tiếng đồng hồ khi mà bị kẹt xe. Với chức năng điều khiển thang máy thông qua hệ thống intercom hoặc là smartphone, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trong ngày để mở cửa cho khách khứa, bạn bè, nhất là chị giúp việc đến nhà mỗi ngày nữa. Bạn bè ghé thăm, bạn chỉ cần việc bật app là đặt lịch sử sử dụng tại công viên BBQ nhanh gọn trong vài giây thôi để có thể cùng mở tiệc nướng tưng bừng, không cần tốn thời gian điện thoại tới hotline, điền form đăng ký hay là chờ đợi phản hồi gì cả. Hệ thống vận hành thông minh toàn diện, tiện ích đồng bộ khiến cho cuộc sống của bạn và gia đình chưa bao giờ cảm giác tiện lợi hơn đến thế. Vâng, Vinhome Smart City thì có phải là khu đô thị đáng sống nhất phía Tây Hà Nội không với bạn ạ? Và cũng không phải vô cớ mà nơi đây rất là thu hút người nước ngoài đến. Với giới đầu tư thì đây là dự án không thể bỏ qua bởi tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản của nó không còn gì để bàn cãi cả. Với bạn thì sao? Các bạn có muốn chuyển nhà về đây ở hay không? Hay là có ai muốn làm hàng xóm của cầu thủ Quang Hải hay là Đức Chinh không ạ? Hai cầu thủ này đã nhận được tòa nhà ở S106 rồi. Có khi nào là cả đội tuyển quốc gia sẽ về đây để tiện lợi cho việc đi đá bóng của mình không? Và nếu như mà có nhu cầu thì hãy nhanh chóng liên hệ với phòng kinh doanh của chủ đầu tư. Theo bạn thì giá bất động sản của Vinhome Smart City sẽ gia tăng như thế nào khi mà sắp tới đây tuyến số 5 sẽ được xây dựng ạ? Thành phố Hà Nội vừa trình Thủ tướng thẩm định đề xuất chi hơn 65.000 tỷ đồng để sớm khởi công tuyến metro số 5 vào năm 2020 và sẽ đưa vào vận hành khai thác trong năm 2026. Hãy để lại cho chúng tôi dự đoán của các bạn nhé. Và đến đây thì chắc là các bạn cũng đang thắc mắc rằng là giá trị nội tại của Vinhome Smart City như thế nào đây đúng không ạ? Vâng, đúng như là tên gọi Vinhome Smart City được xây dựng là đại đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam, được định hướng như là một thành phố quốc tế của những công dân toàn cầu. Với quy mô 280 ha, chỉ xây dựng 14,7% đủ không gian để kiến tạo nên những gì mà bạn chưa từng thấy ở Việt Nam từ chủ đầu tư Vingroup. Dự án được quy hoạch đầy đủ, bao gồm hệ thống giáo dục toàn diện từ mầm non đến liên cấp với Vinschool, các trường công lập, dân lập, bệnh viện quốc tế Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Megamall lớn nhất trong hệ thống của Vingroup, văn phòng hỗn hợp. Với tiện ích hoàn hảo, công viên thể thao quy mô hàng đầu Đông Nam Á, với hệ thống công viên tiện ích mới lạ, 200 sân thể thao, công viên gym, 1.200 máy tập, 60 sân chơi trẻ em, 8 bể bơi trong nhà, công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng. Môi trường sống hệ sinh thái tiêu chuẩn cao với diện tích đất cây xanh mặt nước 56,5 ha. Khu vườn Nhật đẳng cấp 6,2 ha lớn nhất ở Việt Nam. Tới đây thì bạn sẽ có cảm giác như là đang lạc vào xứ sở Phù Tang. Bật mí cho các bạn là ngắm hoàng hôn ở nơi đây thì quá là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong rất nhiều nội dung khác nữa. Đừng quên like và share, đăng ký kênh của chúng tôi nữa nhé.